một ký cơm được không? Lấy một ký cơm được không? Mua ra lấy cơm không á, một ký được không? Được nhưng mà... Mai cô? Ngon ngọt là được đúng không? Chị hỏi tiếp đi chị. Dũng với Đạt đang công đoạn gọi là ướp sầu riêng. Xuống Dũng ơi, xuống khu sầu riêng đi Dũng ơi. Mềm ngọt. Mềm ngọt. Mềm ngọt. Mềm ngọt. Đó, tình thương mến thương ghê không? À. Thằng Đạt nó ôm Dũng mà Dũng nó phê là sao ta? Hả? Nghi quá. Anh lại chạy nữa rồi nha. Hả? Cái tật đó, cái tuổi đúng không? Sao không phê anh? Là 330 chứ không? Trái thì 101, mà trái rõ dài vậy thì lấy trái gỗ á. Ý là trái là 101 một ký. Vì lấy tái gỗ, tái gỗ nó chặt. Ok không? Tái gỗ. Cái này mua ra không được chiếc cơm đâu. À. Em muốn bán cơm này để chị đợi ra. Dạ, đúng rồi. Chị thích vậy chứ? Rồi, lộn. Chào Dũng nha. Chào Dũng. Sao nãy anh thấy Đạt nó ôm em xuống mà em thấy em ré dữ vậy Dũng? Ừ. Ôm bị rung à, sợ té hả? À. Sao bác chị em đi ra đi vô hoài hả? Anh Hà anh kêu sầu riêng phức tạp quá kìa. Chúc anh Hà anh kêu người mấy người bán sầu riêng phức tạp quá. Đâu có gì phức tạp anh, do mình nghĩ phức tạp thôi. Hả? Ai biết được. Anh Hà anh kêu là mấy người bán sầu riêng phức tạp quá. Chứ anh thấy cho tụi em hả? Tối ngày cứ kìa nhau từ tối ngày đó. Anh ơi, bọn em đi làm thuê nha. À, mấy bà chủ sầu riêng chứ quay lộn. Mấy chủ và lộn xin lỗi Dũng nha. Đấy là anh Hà kêu là mấy người chủ sầu riêng phức tạp quá. Anh phải nói rõ vậy. Tậu Dũng với mấy đứa. Anh Đạt ơi, có muối nào mềm đỏ anh muối Đạt. Từ từ chờ xíu em. Nói chung cái này sợ nó khỏi nha. Rồi. Với cái này thì nó nấu cho mọi lần. Thôi chị cứ thử đi, chị đừng chạy ra đi vô nó thấy mà. Ý là em tội chị á chứ không nói chị đâu. Không được kìa. Tới chị nhanh quá rồi. Ok không? Không. Đó. 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 Đó thôi. Anh Long này nha. Sầu riêng ngon mà sao mà thấy thử vất vả quá. Hả? À, chưa ăn bao giờ hả? Em đã xem thử đồng em ăn. À dạ hả? Hồi hàng gì? 346 ngàn hàng chi nãy. Hàng gì từ nãy? Từ nãy giờ em cứ tưởng kêu sao thấy khu Dũng khu sầu riêng mà sao khách thử mà nó ý là cho anh ngoài kia cho anh thôi tí xíu đại đại ơi có tiền cái đại ca 346 bởi vậy em cứ tưởng tới chị ta đây là chín chục quá lúc
nhấp sao chị ta? Có bô tay kìa, có giấy kìa. Nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi. Đường nó lên ghê lắm. Các chú ít nhậu á, con nhậu tối ngày đâu có đường đâu. Tao thấy mày mùa này tối ngày. Đúng rồi. Cái đó là một cái là đúng rồi. Đúng rồi, đúng không? Dạ. Tối là con về bữa nào con cũng nhậu à, thì mày tối. Mày nói là mày nhậu suốt đêm à, rồi. Rồi. Tối ngày mà bây giờ ngồi đây tối ngày mà nó nhậu tối ngày. Đúng không? Đúng không? Thơm quá trời thơm luôn kìa. Dạ, đúng rồi chú. Hơi xíu được chú. Quay. Tám bạn. Đau dụng. À. Dạ. Đâu đó là mình không hết chứ sao mà là chủ được. Đó không? Anh cần phải làm cái đó. 700 luôn, 224 ngàn. Ok chưa? Thấy đẹp rồi. Táo đúng không ạ? Dạ. 2,4 266 ngàn hả chị? Mấy chị bán nè. Mấy chị bán nè. Chó hỏi bay rồi. Em xấu à. Em xấu. Ráng lên Dũng ơi. Ra dạ. Em múc rồi đó mà. Gió quá trời mỏng à, chết rồi. Có mỏng à. Cái này còn đó. Muốn quá. Thử không chị ơi? Ồ, chắc là ngon hai. Không thử. Không thử đi chị. Hai trăm sáu mươi sáu. Ừ. Má ơi nó dính cuốn. Em đang khui xấu anh đưa camera đâu sát dữ vậy lộn. Anh em không làm căng dữ anh. Giống sát Dũng mà. Mai là khui 20kg đi Mỹ. 20kg cơm đi Mỹ. Ngon lành cành đào. Mời có tương lai là em về sớm. Đó, 20kg cơm. Nên là bây giờ Dũng không dám bán sầu riêng đi 6 miền Tây luôn. À, sao mà ông khó như đây dữ hả? Nó hứa với cô rồi. Cái món này sượng không bỏ ra một cái khác chứ. Ông bà đâu này nhận khó vậy? Có muối nào mềm mềm bụng muối không ha? Đây là đúng chất muối luôn không? À? Đây là muối đúng chất luôn á. Nè để nguyên cái dòng dòng đó thôi. Đẹp. Ok chưa?
hồi chị phải chửi luôn giờ đó, mà mò hoài. Có cho em hộp đen được không? Cái chè nó hơi nhão quá. Rồi cho hộp đen luôn mấy ơi. Ok luôn chị ơi, không sao cả. Wow, đây. Đây là cơm sầu riêng. Mua cái tủ này là mục đích là bỏ cơm sầu riêng nè, ông bà cô chú anh chị và các bạn. Bánh ghép. Bánh crepe rồi đó, rất là nhiều luôn, thấy không? Chè Thái. Chè Thái đồ quá trời luôn. Đây là kem sầu riêng nè. Kem mà bỏ bịch bịch kiểu này luôn á. Không có trộn gì hết. Không có trộn gì hết hả Dũng? Kem sầu riêng. Rồi. Kem sầu riêng không trộn vậy hả? Không. Hả? Cái này nguyên chất mà. À. Ngon không? Chắc ngon á. Now, I'm not.
có đủ luôn à? Dạ. Rất mà đuổi luôn chứ trừ lương thôi nửa ký hả? 7 đàn được anh? 234 ngàn được không? Đến 1 ký thôi. Nửa ký. Thật ra trên cái mã sau lưng anh bao nhiêu anh nhỉ? Từ từ. Còn 186 ngàn được không anh? Thật là mấy anh? Chưa kịp xem cái quần nóng quần nữa đó chồng. Anh cứ để đặt cái ai nó đâu mà anh ơi. Chưa kịp xem nữa. Ai mà nó nóng quần em làm cái gì đâu mà. Dũng mới nhanh tay lắm. Nhanh tay gì anh? Đấy là cách để anh. Em là cái giữa anh phải hiểu cho em chứ. Ngon á, ồ trái này ngon á. Ngon anh. Ngon á, trái này. Anh ba ngon thì chắc lẽ không ngon nha. Trái sầu riêng chữ C là thường hay nó ngon á, nó giòn như con muối. Dạ, thử luôn đi chị à. Thử đi chị. Dạ cao rồi. Rồi làm ký luôn nha chị gái. Muối đơn kỹ rồi. Ngon ngon dễ dụ. Dạ bỏ vô tủ lạnh đó chị. Nói cho chị lấy ký không để em biết em phô luôn à. Đấy thấy chưa. Rồi. Muối ra 8 lạng. Lấy ký thôi nha dụ, em lấy ra ký mốt rồi có chuyện nha em. Rồi. Đảm bảo là hơn ký à. Muối nữa là hơn ký. Rồi anh bỏ đi vô anh làm gì đó, anh làm hay đạt. Giới thiệu cũng vô luôn. Sao vậy ta? Để cho chú Long đi. Rồi đây anh sang cái này ra. Một ký luôn. Thêm muối nữa ra ký 2 chắc bị chửi à. Thêm một ký mà lên ký mà. Thêm luôn, trái nó đang ngon. Thêm trái đang ngon. Hay quá chị ơi, còn 2 muối nữa chị. Hết luôn nha chị. Sao hôm nay mình lương tay với người ta. Hôm nay khui sầu riêng lương tay quá. Rồi còn muối nữa chị. Của trái đó đó. Vừa dễ nữa. Hay quá chị ơi, cảm ơn chị. Ký rưỡi. Rồi chạy ra đây, em tính ở đây đây. 450 luôn, đúng 450 luôn chị ơi. Mai ra hả chị? Em cho thử. Đáo luôn mà. Dạ. 2,4 266 ngàn hả chị? Mấy chị bán nè. Mấy chị bán nè. Chó thổi bay rồi. Em xấu à. Ráng lên Dũng ơi. Ra dạ. Em múc rồi đó mà. Gió quá trời mỏng à, chết rồi. Có mỏng à. Cái này còn đó. Muốn quá.
thử không chị ơi? Ồ, chắc là ngon hả? Không thử. Không thử đi chị. Hai trăm sáu mươi sáu. Má ơi, nó chín cuốn. Em đang cua xấu, anh đưa camera đâu sát dữ vậy lộn. Anh em không làm căng dữ anh. Giống sát dũng mà. Mai là cua 20kg đi Mỹ. 20kg cơm đi Mỹ. Ngon lành cành đào. Mời có tương lai là em về sớm. Đó, 20kg cơm. Nên là bây giờ Dũng không dám bán sầu riêng đi 6 miền Tây luôn. Sao mà ông khó vô đây dữ hả? Nó hứa với cô rồi. Cái món này sượng con bỏ ra một cái khác chị. Ông bà đâu đây nhận khó vậy? Có muối nào mềm mềm bụng muối không ha? Đây là đúng chất muối luôn à. Đây là muối đúng chất luôn á. Đây để nguyên cái giống chậm đó thôi. Đẹp. Ok chưa? Hồi chị bà chửi luôn giờ á, mò hoài. Có cho em hộp đen được không? Để chè nó bị nhão á. Rồi, cho hộp đen luôn mấy đây. Ok luôn chị ơi, không sao cả.